Ngày 9 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình hình tại Afghanistan, phiên họp do Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ireland, nước chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 9, Seimin Conventy chủ trì. Tại đây, Việt Nam đã kêu gọi Afghanistan tuân thủ luật nhân đạo nhân quyền quốc tế. Các báo cáo viên bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bất ổn tại Afghanistan. Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Afghanistan kêu gọi tất cả các bên liên quan bảo đảm các quyền con người, trong đó có quyền phụ nữ, trẻ em, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo và tái thiết cho Afghanistan. Đại sứ đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho biết, Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình ở Afghanistan và mong muốn tình hình sớm ổn định vì lợi ích an toàn của người dân, hòa bình và ổn định ở khu vực đại sứ kêu gọi các bên liên quan ở afghanistan tiếp tục kiềm chế không sử dụng vũ lực bảo đảm hoạt động bình thường của cơ sở hạ tầng quan trọng và dịch vụ cần thiết với cuộc sống của người dân bảo đảm an toàn cho nhân viên liên hợp quốc nhân viên nhân đạo ngoại giao đoàn tổ chức quốc tế và người nước ngoài